Mình về Việt Nam rồi nè. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sửa sang nhà cửa chút xíu nha. Mình có cái kệ này nè, nó hơi bị trống ở khúc giữa đó. Mà mình muốn tận dụng cái chỗ này để đựng thêm nhiều đồ. Cho nên là tụi mình muốn làm thêm mấy cái kệ để ở giữa này để mình để đồ á. Rồi bây giờ anh Bi ảnh lấy cái máy đo ra để ảnh đo diện tích của cái chỗ này để mình biết mình cắt ha. Đầu tiên là anh đo chiều ngang nè, xong rồi bây giờ anh đo chiều dọc nè. Mà mọi người thấy cái máy đo laser này tiện không? Chỉ cần bỏ vô đo chít 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 là xong rồi đó. Không cần phải kéo dây nhợ gì rườm rà. Là người ta có cái nẹp gỗ vậy nè, xong rồi người ta bỏ một cái miếng dán lên. Đó, một miếng dán lên vậy nè. Cho nên là tụi mình sẽ bắt chước làm y chang như vậy. Bây giờ thì tụi mình đi mua đồ về tự làm hết mọi người. Mời mọi người cùng đi với tụi mình nha. Tengo muchos años de vivir sin dinero. Meto la mano a la bolsa y me encuentro un agujero. Pero tengo suerte de que... Cái lúc này là tụi mình đang chọn cái thanh gỗ nhỏ để làm mấy cái miếng ván đỡ cho cái miếng ván ép đó mọi người. Còn bây giờ thì tụi mình chọn được cái miếng ván ép rồi nè. Tụi mình cũng phải chọn cái chiều dày nó thích hợp để mà nhiều khi mình để đồ nặng lên nó không có bị bể ra mọi người. Ở chỗ này người ta có dịch vụ cắt gỗ giùm mình nữa, cho nên là mình chỉ cần đưa cái số đo cho người ta là người ta tự cắt cho mình hà. Nhưng mà trước tiên là mình phải trả tiền nè. Bây giờ anh Bi và mình đang trả tiền cho mấy miếng gỗ này nè. Rồi sau đó tụi mình sẽ đi đến cái chỗ cắt miễn phí ha. Ở đây người ta chỉ cắt cho mình mấy cái miếng gỗ lớn thôi mọi người. Mấy cái miếng nhỏ như cái mà anh Bi đang cầm á, người ta không có cắt giùm mình. Cho nên là mình phải đem từ nhà mình cắt thôi. Cũng may á là ở nhà tụi mình cũng có cái máy cắt á, cho nên là không sao, đã tốn tiền mua. Bây giờ anh Bi anh đang lựa thêm mấy cái mũi khoan này kia nữa để mà mình về mình làm á. Bây giờ mình cắt thử một khúc trước ha, rồi mình ướm vô thử xem nó có vừa hay không. Nếu mà vừa thì mình tụi mình ra cắt tiếp đây nè. So the tape measure is rồi, cái khúc hồi nãy nó vừa bon luôn, cho nên là bây giờ mình cắt tiếp nè. Bây giờ mình vẽ hàng loạt cái cây như vậy xong rồi mình cắt một loạt luôn đó mọi người. Mình cũng phải đo mấy cái góc này nè, cắt bớt cho nó tù đi để mà mình nhét vô kẹt cho nó vừa mọi người. Bây giờ mình vẽ trước đi rồi chút nữa anh Bi ảnh cắt hết luôn một loạt cho nó nhanh lắm mà. Ướm thử thì nó không vừa mọi người ơi. Nhét cỡ nào nó cũng không vừa vô cái chỗ đó hết. Cho nên là bây giờ tụi mình đem ra tụi mình cắt lại. Mà mọi người biết là lỡ mà cắt lố á, là cái tấm này nó nhỏ hơn so với bức tường á,
là bỏ luôn tấm này luôn á. Cho nên là tụi mình cũng sợ, tụi mình cắt lần chút vậy đó. Mà làm một hồi tụi mình phát hiện ra là thì ra cái tủ này nó không phải là hình chữ nhật mọi người ơi, nó hình thoi á, kiểu phía bên trong nó sẽ nhỏ hơn so với cái chiều dài bên ngoài á. Nên lúc mà cắt lại á, tụi mình cũng ráng nữa, kiểu sợ lỡ cắt hư rồi nó hư luôn á mọi người, bỏ nguyên tấm này luôn á. Sau nhiều lần thử và sai thì cuối cùng là tụi mình cũng cắt được vừa với cái tủ rồi đó mọi người. Trời ơi, thấy nhẹ nhõm dễ sợ, đỡ tốn tiền mua miếng dán mới. Tụi mình định là cái chỗ này tụi mình sẽ làm thêm hai vách ngăn, tức là tụi mình phải chia cái chỗ này làm ra làm 3 phần á mọi người. Giờ anh Bi anh ráng đo nè. Bây giờ anh Bi anh đang canh thử xem cái miếng gỗ này nó thẳng hay chưa. Nhiều khi mình thấy nó thẳng vậy mà nó bị nghiêng á mọi người, cái để đồ lên cái nó bị chạy qua một bên á. Rồi bây giờ tụi mình bắt tay vào làm đây. Đây là cài tủ trước khi làm ha mọi người. Còn rất là nhiều khoảng trống ở giữa nè. Còn ta da, đây là tủ sau khi làm. Có thêm hai ngăn mới để đồ cho nó gọn gàng nè mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye.